Sáng nay tại trại giam Vĩnh Quang thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá dự và trao quyết định đặc xá. Trại giam Vĩnh Quang có 71 phạm nhân, trong đó có 5 phạm nhân có quốc tịch nước ngoài được đặc xá lần này. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định quyết định đặc xá thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, đồng thời khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù, ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, cải tạo để sớm được hưởng khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho xã hội và gia đình. Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng những người được đặc xá sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống ổn định, gia đình đầm ấm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội. Theo quyết định, đợt này cả nước có hơn 2.400 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá. Đây là đợt đặc xá thứ hai kể từ khi Quốc hội thông qua luật đặc xá vào năm 2018.